Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn hoặc thường vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường vô thường của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và cái danh thường vô thường của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các danh này đã chẳng có,